Chia sẻ luôn mấy câu kết của rê thứ luôn, mọi người theo dõi xong cố gắng tập luyện nha. Giờ mình sẽ chơi ba cái kiểu còn lại kèm theo các câu kết của nó luôn. Chia sẻ với mọi người cái điều này, đó là cái cách chúng ta dịch một cái tông của bài hát từ tông này sang tông kia, ví dụ từ la thứ sang rê thứ, la thứ rê thứ này, thì trong la thứ mình ví dụ ba hợp âm thôi, nó có la thứ đúng không, số 4 là có rê thứ và số 5 là có mi bảy, thì khi chuyển sang rê thứ các bạn chú ý nhé, từ la sang rê chúng ta đếm này, la si đô rê mi đúng không, thì la si đô rê là nó cách nhau có bốn số đếm nhé, chúng ta nói còn bình thường là chúng ta phải đếm 4 lần nửa cung cơ thì nó mới chính xác được. À, chúng ta đếm từng nửa cung một nó mới chính xác, nhưng đây là mình ví dụ để mọi người dễ tập luyện nhé. Thì la sang rê này, cách nhau 4 đúng không, thì chúng ta la này sang rê cách nhau 4, thì cái hợp âm số 4 của tông la nhá, nó là rê thứ đúng không, thì ta đếm 4 lên có vẻ là rê mi fa son đúng không, thì trong la có rê thì trong rê phải có son đúng không. Các bạn đánh rê thứ thường chèn lên son thứ đúng không, đó là mình nêu ra cho mọi người dễ hiểu. Và tiếp theo, trong la có mi bảy thì
thì ta phải đếm bốn cái đúng không? Mi fa son la, có vẻ nó là la bảy rồi. Ở trong rê thứ đúng không? Ta không phải... tông từ tông này cho sang tông kia, hoặc mình ví dụ là chúng ta có những bài hát người ta viết si thứ mà nó cao quá, chúng ta lùi lại một tông thì nó thành la thứ đúng không? Thì trong si có gì? Trong si nó có mi, nó có pha thăng bảy. À, thì khi chúng ta chuyển về la nó sẽ có những cái gì? Từ si lùi về la này, si thứ này, nửa cung này, một cung này, có vẻ đây là cái thế tay của la thứ không? Nha. Mình bấm bằng ngón này cho các bạn nhìn ra phải chặn này, đó là từ si lùi về la là hai lần nửa cung, thì có vẻ chúng là từ mi, ha. Mi thứ, ví dụ đây cho các bạn dễ hình dung này, mi thứ có vẻ lùi về nửa cung này là mi thứ giáng này, lùi về nửa cung nữa thành rê thứ. Đúng không? Thì trong trong si có mi thì trong la nó phải có rê, và tiếp theo cái pha thăng bảy ha. Pha thăng bảy là ở trong si thứ thì ta lùi về hai lần nửa cung đúng không, có phải nó thành mi bảy không? Đó là ví dụ dễ nhất cho mọi người hiểu ha. Đấy là cách chúng ta dịch bất kể một bài hát là từ cái tông này sang tông khác cho chúng ta dễ chơi. Ngay cái bài hát, ngay cái tông do nhạc sĩ viết quá cao, quá thấp chúng ta không thể chơi được, thì chúng ta chuyển giọng nó để chúng ta dễ chơi cái bài hát đấy hơn. Si. Chúng ta đang chơi si và chúng ta chuyển về la thì tất cả những cái hợp âm có trong si chúng ta sẽ lùi về hai lần nửa cung hết. Từ si này ví dụ, lùi về la chúng ta chơi đây đúng không? Mi bảy đúng không? Xong thì la thứ năm ạ. Chúng ta lùi về son đúng không, có vẻ là từ pha lùi mi giờ tới son nha, mình ví dụ như đúng không, đó từ la xong xuống rê trưởng thì chúng ta lùi từ son lùi về đô trưởng lại từ đầu này. Xong tới mi 7 trong cái hào âm kia thì chúng ta chơi rê 7 hoặc là rê trưởng. Chúng ta dựa vào những cái âm dài của cái hào âm của cái bài hát trước chúng ta dịch sang cái giọng sau ha. Đấy là cách chúng ta chơi một bài hát mà chúng ta cái tông đấy chúng ta không thể chơi được thì chúng ta chuyển nó đi. Và bây giờ thì chúng ta vào tập luyện cái rê này, tại vì hôm trước mọi người có tập cái la rồi, hôm nay mình không có hướng dẫn chi tiết quá như thế nữa, mình chỉ sơ qua thôi nha. Mọi người ghi thứ tự chúng ta đi nó này, đầu tiên là rê này, xong tới son thứ, xong tới đô trưởng, xong tới pha trưởng, xong với si giáng, xong với son trưởng, xong với la
điểm và về. Đó là cái thứ tự nó đi như thế, thì những cái kiểu sau các bạn đi cũng vậy. Các bạn nhớ nha, boro hoặc rumba, bùm chát 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 chát, bùm chát bùm chát bùm. Mà chúng ta lúc nào cũng phải giữ cái nhịp ở trong đầu á, rồi chúng ta mới tập luyện tiếp theo được. Ma này, ma rê này, đầu tiên thầm này, la si, la son fa mi rê, rê fa fa son, son rê đô. Tại vì chúng ta giải 3 dây dưới thì chúng ta bấm 3 ngón này là cũng được rồi nha. 3 là nốt si giáng và 3 dây dưới. Nha mọi người nha. Đô si si. Si na son. Son son na. Son 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 na. Na re. Chiếu cho mình ít khi ít cái bài là mình chơi bolero, chơi rumba mà. Mọi người nhớ nha, cái bát đi này, đầu tiên này mi re do la son fa mi re là cái đầu tiên, thứ hai fa fa son là cái thứ hai, cái thứ ba rê đô đô, cái thứ tư đô rê mi fa, cái thứ năm đô si si, cái thứ sáu si la son, cái thứ bảy son son la, đó cái thứ tám. Thì khi chúng ta chơi cái câu kết thì thay đổi ở cái thứ 8 đúng không? Son 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 la là cái kiểu đầu tiên, kiểu thứ hai ha. Kiểu thứ hai này đang ở la này. La trường này. Chúng ta đánh là đó là hết hai phách của cái khung đấy đúng không? Son son na rê này rê à đâu la đi la đô thăng không nhỉ, đi trượt sang pha này xong bấm nốt rê nha. Mấy cái lốt ở trên này các bạn phải thuộc đấy, các bạn học nhiều, tập luyện nhiều phải biết những vị trí những lốt này. Đầu tiên nha, là đô thăng mi fa rê, fa tiền nha, mọi người cố gắng tập nha. Này, mình lại này. Thấy chưa? Thì cái đoạn này á, cái đoạn rê này.
là cái đoạn âm dài mình hay hay nhắc mọi người tập này. Đó, cái đoạn này rất là hay áp lực. Mọi người cố gắng tập nhé. Cứ tập từ từ thôi. Mọi người nhớ đập chân nha, không bao giờ quên cái đập nhịp, đập phách của nó. Rồi là cái kiểu thứ hai, sang kiểu thứ ba này. Mình cũng bắt đầu từ la thôi, bởi vì tất cả những cái kia nó cũng để về đến la xong rồi nó mới thay đổi. Nha. Nà. Đó thì cái này la này. Phách thứ hai này. Phách thứ ba này. Đó là hết phách 4 là nó về 1. Đúng chưa? Đang tiếp tục nhé, ổn quá. La này, tới la này. La, la, đô, mi, fa, mi, fa, re. Nha mọi người ghi này nha, xong thì chúng ta đi luôn cái đoạn này. Re mi fa la sol la re mi fa mi fa re mi fa sol la do re do thăng nha. Nó cũng giống như cái la thôi. La si do re mi son la. Đúng không? Thì đây chúng ta đi. Re mi fa son la do re. Đó là đi kiểu thứ hai nha, mọi người tập luyện nha. Đi lại này. Bắt đầu từ la, nhưng khi các bạn tập luyện các bạn phải đi đủ 8 khuôn đó, cho nó thuộc, cho nó quên đi, chứ không tập tắt vậy đâu. Có thể tới cái khúc này chúng ta tập từ từ cho nó quen đi, rồi chúng ta giáp vào cái 8 khuôn kia nha. Thì cái gốc từ đây về rê thì kiểu chơi giống cái kia nhưng mà thay đổi ở cái câu này. Thì câu này nó gồm cái gì? La son la mi fa đô re. Đó, nó lại tương tự như cái la. La này mi re mi đô mi si đô la son. Đúng không? Mi re mi đô mi si đô la son. Là của la, của re. Thì cũng chúng ta chỉ xuống có một giây thôi. La son la fa la mi fa do re. La son la fa la
cái đoạn cấu kết đấy và cái đoạn kết tiếp theo nữa, kết tiếp theo này mà nha. Thông đó. Cứ mỗi ngày một tiết học, mỗi ngày 45 phút chúng ta dành cho nó, thì sau một thời gian nhất định các bạn sẽ thấy kết quả như ý muốn. Chúc các bạn sớm thành công. Cảm ơn mọi người đã theo dõi clip. Chúc mọi người luôn mạnh khỏe và thành công trong cuộc sống. Xin chào. Nay hơi ổn.